Vâng, Thánh Gióng cần nhắc nhở cho đồng bào biết là hình ảnh này đã hiện ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 8 năm 2010 tại nền trời thuộc thành phố Westminster, California, trong lúc Thánh Gióng cùng gia đình cầu nguyện ở phía sau sân nhà và ngẩng mặt lên trời cầu xin Cha Trời Thượng Đế toàn năng tỏ quyền năng phép lạ hiện ra trên mây để cho Thánh Gióng chụp được để mà thông báo lại cho nhân loại được biết. Ở đây hình ảnh này đã hiện ra vào 9 giờ sáng, 9 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 8 năm 2010. Và tiếp theo là hình ảnh sư tử và chúa nữa, nhưng mà sách khai quyền nói là John 5-5, là sư tử 7 đầu 7 mắt. Sư tử này sẽ tiêu diệt những kẻ ác, những kẻ cố chấp kiêu ngạo, cũng như sư tử này sẽ tiêu diệt quỷ sa tăng, quỷ rau xanh và quỷ mãng xà. Và đây Thánh Gióng sẽ trình bày sư tử The Lion of Judah 7 đầu 7 mắt, John 5-5 Revelation. Vâng, kính thưa đồng bào quý mến, vào ngày 29 tháng 8 năm 2010, sau khi hình ảnh sư tử cha bảo vệ sư tử con hiện ra phía sau sân nhà ở trên bầu trời, Thánh Gióng và gia đình chụp được vào khoảng 9 giờ 30 sáng, thì sau đó vào khoảng 12 giờ 40 trưa tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trên nền trời, sau khi Thánh Gióng cầu nguyện cùng một số bằng hữu, thì hình ảnh sư tử nhà Chúa hiện ra, sư tử 7 đầu 7 mắt. Sách Khải Huyền có nói về phần này, Revelation John 5:5, đây là đầu của sư tử và đây là móng vuốt sẵn sàng tấn công những kẻ ác, và đây là có hình Chúa Thánh Thần, đây là giống như dạng chim bồ câu giăng cánh bay. Tại nơi đây, đây là cái đầu, hai cánh này, cái đuôi nè, còn đây là cái đầu của sư tử nè, đây là sư tử rồng 7 đầu 7 mắt. Sư tử này sẽ tiêu diệt những kẻ ác, những kẻ cố chấp kiêu ngạo, hung dữ ác độc, không lo sám hối gấp thì sẽ bị sư tử này tiêu diệt, cũng như sư tử này sẽ tiêu diệt và cũng như bắt quỷ sa tăng nhốt lại và nhốt chung những kẻ ác với quỷ sa tăng. Và đây hình màu gốc, giờ đây Thánh Gióng cho coi hình màu đậm hơn để có thể biết rõ chi tiết. Thấy rõ chưa? Đầu 7 đầu 7 mắt, mắt đây nè, miệng há miệng ra, móng vuốt đầu đó, rất là rõ ràng. Và Thánh Gióng có làm nhiều màu khác nhau để cho bá tánh ai thích màu nào thỉnh màu đó. Những hình ảnh này, những hình ảnh phép lạ mà Thánh Gióng đã và đang trình bày, đồng bào cần có để trong nhà hoặc nơi làm việc để nhắc nhở cho chúng ta và con cháu chúng ta là chúng ta được quyền năng của Cha Trời Thượng Đế toàn năng tỏ hiện ra, nhắc nhở là chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta được sự bảo vệ của Ngài. Và đương nhiên chúng ta cần phải ở gần Ngài, trong Ngài thì chúng ta mới thực sự được bảo vệ 100%. Bởi vì càn khôn này lớn lắm, chúng ta xa ngài thì chắc chắn quỷ sa tăng nó sẽ bắt chúng ta làm nô lệ vô cùng khủng khiếp. Tiếp đến là một hình ảnh vô cùng khủng khiếp mà tất cả nhân loại cần được biết, đó là những khuôn mặt bị thiêu đốt lửa nóng nhiều ngàn độ đã hiện ra trên mây. Cha Trời bảo Thánh Gióng chụp để thông báo cho nhân loại được biết. Đây những linh hồn, đây là đầu đầu lâu, mắt nè, mũi, miệng nè, đang bị lửa, mà lửa xanh nữa thì nóng lắm, nhiều ngàn độ đã hiện ra trên mây và Cha Trời bảo Thánh Gióng chụp để thông báo cho nhân loại được biết. Những ai không sám hối và cố chấp kiêu ngạo, khinh thường những gì Thiên Chúa Giêsu dạy bảo, cũng như khinh thường những gì mà Cha Trời Thượng Đế toàn năng ra lệnh bảo Thánh Gióng nhắc nhở cho nhân loại, thì những cái đó chắc chắn sẽ bị quỷ sa tăng bắt làm nô lệ. Bởi vì khi mà xa Thiên Chúa Giêsu, tức là khinh thường những lời dạy dỗ của Thiên Chúa Giêsu, thì những cái đó sẽ bị quỷ sa tăng bắt làm nô lệ. Bởi vì khi mà xa Thiên Chúa Giêsu, tức là tự động sẽ bị quỷ sa tăng bắt làm nô lệ, và rốt cùng thì linh hồn sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt.
cũng như những kẻ mà hung dữ ác độc thì và gian dối gian xảo thì trước sau gì sẽ bị đốt như thế này. Thành ra tất cả nhân loại hãy lo sám hối gấp, chứ nếu bằng không thì trong tương lai những người không lo thực không thực sự lo sám hối thì sẽ bị trừng phạt như thế này. Đó là định luật công bình bác ái của tồn tại của càn khôn. Nhớ hãy sám hối và trở về cùng Thiên Chúa Giêsu gấp thì mới được cứu rỗi. Vâng, đây là hình ảnh sư tử nhà Chúa. Thánh giống làm đủ màu để cho đồng bào chọn, cảm thấy hợp màu nào thì chọn màu đó. Tất cả những hình ảnh phép lạ mà Thánh giống vừa trình bày thì đồng bào có thể thỉnh tại địa điểm Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại. Vâng, kính thưa đồng bào quý mến, một lần nữa kính xin đồng bào nhiệt tình bảo trợ chương trình của chúng ta. Chúng ta cần có tiền chi phí trả cho văn phòng và tiền trả cho đài truyền hình, và cũng như chúng ta đang vận động để tìm một chỗ rộng rãi hơn để mà chúng ta mở cửa thường xuyên mỗi ngày để mà tiếp đón đồng bào chúng ta đến để chiêm nghiệm những phép lạ này, và đương nhiên để cùng nhau đóng góp ý kiến về việc góp phần của nguyên nhân dân Việt và nước Việt gấp. Và thưa đồng bào thân mến, chúng ta chỉ dùng tình thương yêu của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để nhắc nhở cho nhân loại sám hối, chứ chúng ta không bao giờ kêu gọi chém giết ai cả. Nhớ điều đó. Đầy đủ màu sắc, tùy theo những ai hợp màu nào thì chọn màu đó. Và đây là thánh giống hình gốc cầu nguyện tại đường Moran vào ngày 29 tháng 8 năm 2009, và phép lạ bắt đầu ào ạt hiện ra từ Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại, mà ưu ái lại cho dân tộc Việt chúng ta được biết trước. Đồng bào thấy đây là một sự việc vô cùng đặc biệt cho dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Trần Mày